Mọi người nha, lại là em ý đây. Em mới xin chúc anh chị và tất cả cô chú có một buổi trưa thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Mặc dù trưa nắng anh chị, nhưng mà cái kiểu như mà cứ thích làm mấy cái video á, được mặc bông nào mới thì em mới sẽ làm lên up YouTube để chia sẻ cho anh chị mình cùng đam mê ha. Hôm nay ở đầu cái clip này em mới sẽ chia sẻ với anh chị một cái cây cam này rất là đẹp và rất là dễ thương luôn anh chị. Cây này phải nói cực kỳ đẹp và cực kỳ dễ thương, là một cây cam gân rất là đẹp luôn. Thì cây này mã của nó là OK2. Bữa trước thì em mới cũng giới thiệu sơ sơ về cái thằng OK2 rồi đó anh chị. Thì bữa trước em mới nói là em mới có tầm được hai cái mã OK2. Thứ nhất là cái mã OK2 màu vàng, và thứ hai cái mã OK2 màu cam. Thì bữa trước á, rất là may mắn được anh chị rất là yêu thích cái dòng mã OK2 này. Thì bây giờ hôm nay em ấy sẽ lên một cái mã OK2 màu cam cho anh chị cùng chơi. Thì cái thằng này thì bông nó khỏi chê luôn anh chị, nó quá xuất sắc luôn, không có chỗ nào để chê hết luôn. Nó cực kỳ đẹp và cực kỳ xuất sắc. Để em ấy lau sơ cái điện thoại cho anh chị mình cùng xem cái mặt bông OK2 ha. Cái thằng OK2 này hiện tại bây giờ nó khá là ít giống anh chị, nó ít giống lắm. Và cái này thì em ấy chọn cũng không lầm anh chị, cũng rất là xiên bông. Và cái độ xiên bông của OK2 thì nếu như mà anh chị mình muốn biết rõ hơn thì mình cứ lên Google hoặc lên Facebook mình search á, là mình sẽ biết rõ hơn thôi anh chị. Nó rất là xiên bông luôn. Anh chị thông cảm nha, tại vì hơi nắng cho nên em ấy đội nón để quay video cho anh chị mình cùng xem luôn ha. Đây, em ấy sẽ lên một cái thằng OK2. Ten 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 ten, xuất sắc chứ anh chị. Đỏ cam á, cái cây OK2 này là đỏ cam anh chị, rất là đẹp, rất là to. Bông 18 cha xăng nha, không có đùa với thằng OK2 này được anh chị. Bông nó sẽ là 18 xăng, rất là to và rất là đáng chơi luôn. Đây, bông em ấy sẽ thu nhỏ màn hình lại, nhưng mà mình nhìn vẫn rất là to. Và em ấy sẽ phóng to ra mà thu nhỏ màn hình lại nha, rất là to luôn. Bông này là 18 xăng nha anh chị. Và đặc điểm của thằng OK2 nó sẽ không có mắt, mà con mắt nó lúc nào cũng bự hết như thế này là anh chị. Và cái lưỡi lúc nào nó cũng sẽ có một viền đỏ như thế này. Nếu mà cam thì sẽ viền đỏ, vàng nó cũng sẽ viền đỏ anh chị. Đa số sẽ nó lưỡi nó sẽ là vàng đỏ hết. Và cái độ bè của lưỡi nó thì không thể chê vô đâu anh chị, xuất sắc lắm. Cái cây OK2 màu cam này nó rất là sắc, và cánh nó sẽ chạy gân nha. Đó, anh chị để ý giùm em cái cánh thằng nào mà chạy gân, mà nổi gân càng nhiều á là những mặt bông nó càng đẹp anh chị. Càng đẹp, càng xuất sắc, nó chạy gân càng nhiều là càng đẹp luôn. Thì hôm nay em mới có một hướng OK2. OK2 này em mới chỉ còn một hướng duy nhất thôi anh chị. Còn cái khúc đuôi thì em mới chia sẻ rồi. Và đặc biệt cái thằng này thì cũng cái câu nói cũ luôn. Anh chị về có thể kiểm tra. Đây là cái cuốn hoa đợt vừa rồi nha anh chị. Và đây cái mèo nó mới đang ra. Mèo nó mới đang ra thì em ấy nghĩ, em ấy cắt để sang chậu thì em nghĩ là cái mèo nó sẽ không đậu đâu. Chắc cú là nó sẽ không đậu. Nhưng mà nó rất là xiên bông, vẫn còn cuốn hoa luôn anh chị. Vẫn còn cuốn hoa, và cái thân tiếp theo nó cũng sẽ lên mèo. Nếu như mà em ấy để y chậu cũ thì chắc cú là nó sẽ đậu nụ rồi. Nhưng mà đây em ấy cắt dạng như mình làm tổn thương nó thì chắc chắn sẽ không đậu. Mình sẽ chờ thân thứ ba đi ha. Thân thứ ba thì nó sẽ đậu nụ cho anh chị mình cùng xem. Một hướng hai lá như thế này, em ấy ghim rồi, nó đang ra rễ non rồi anh chị. Em ấy ghim nó đang chuẩn bị ra rễ non như thế này. Một hướng hai lá OK2 như thế này, em ấy chia sẻ với giá là 1.200.000. 1.200.000 một hướng hai lá OK2. Thì nói chung hàng siêu tầm nó còn rất là nhiều mặt bông đẹp anh chị. Và nói về giá thì mình khó có thể chẩn đoán được giá như thế nào, tại vì mỗi vườn nó sẽ mỗi giá. Nhưng mà vườn em với tiêu chí là mình sẽ nhân giống được thì mình sẽ chia sẻ giá hữu nghị nhất. Bên em sẽ hỗ trợ cái mức độ mà cao nhất để cho anh chị dễ chơi, dễ siêu tầm. Đây mặt bông OK2. Cái này em chia sẻ là 1.200.000 một hướng màu đỏ cam. Cái này là màu đỏ cam nha anh chị. Và cái cây này em ấy chỉ còn một lá thôi. Một hướng thôi, một hướng đầu cho anh chị mình cùng chơi. Anh chị nào mà yêu thích OK2 thì alo cho em ý qua cái số điện thoại 0989214119 nha. Em ấy sẽ chốt và chừa cái hướng OK2 đó anh cho anh chị mình ha. Không còn nhiều nữa anh chị. Cái hướng đuôi cái chú kia chú lấy mất tiêu rồi. Bây giờ chỉ còn cái hướng đầu thôi. Đó, 1.200.000 một hướng OK2. Em nói thật, nếu như mà thích, anh chị nào thích màu cam, màu đỏ cam á, mình mà bỏ qua cái cây này thì rất là tiếc. Thật sự mà nói là nó rất là đẹp anh chị. Phải thật sự mà nói thì nó rất là đẹp luôn. Tiếp theo em ấy sẽ có một cái cây màu đỏ này cho anh chị mình cùng chơi. Màu đỏ này là một cái mã 150 nha anh chị.
mã 150. Mã này là mã chưa bao giờ em ý lên tại YouTube này hết. Hôm nay tại vì có cái cây này em ý sẽ lên cho anh chị chơi. Đây là một cái mã 150. Em ý sẽ chia cái phần đuôi nha anh chị. Còn hai lá đầu này là của anh khách ảnh đặt rồi. Hai lá đầu này của anh khách ảnh đặt rồi. Còn phần đuôi thì hiện tại còn một lá nè, hai lá nè, ba lá, bốn lá và năm lá. Em ý, anh chị nào thích hai lá thì em ấy sẽ cắt chia hai lá, anh chị nào thích lấy hết năm lá thì em ấy sẽ chia hết năm lá luôn. Nhưng mà em ấy báo trước hai lá đầu này là của anh khách em ấy rồi nha. Năm lá này hoặc là hai lá này, nếu mà anh chị nào lấy hai lá thì em ấy sẽ chia giá cho mình cùng chơi, hoặc là hết chậu. Riêng cái cây này thì anh chị cứ alo em sẽ báo giá cho anh chị nha. Hoặc là nếu như mà mình có add Zalo với em rồi thì mình cứ nhắn tin qua Zalo cho em sẽ báo giá với anh chị. Đó, em còn hướng đuôi nha anh chị, còn hướng đuôi như thế này, hai lá nè, bốn lá. Em sẽ chia sẻ hướng hai lá cho mình cùng chơi. Thì hướng hai lá này nó cũng khá mềm thôi anh chị nha. Nó, cái cây này nó khá mềm và mặt bông của nó là rất là xuất sắc. Cây này là mã 150, một cái cây đỏ tươi rất là đẹp và rất là đáng chơi. Đây là một cái cây mã 150 nha em ấy. Và cây mã 150 này em ấy cũng xin báo là em ấy chỉ còn hướng giữa và hướng đuôi thôi. Em cái hai cái hướng đó thì nếu như mà anh chị nào thích hướng giữa thì alo trước cho em ý, hoặc anh chị nào lấy hướng đuôi thì nó ấm chậu thì em ấy sẽ chốt đơn cho anh chị. Nó rất là đẹp và rất là đáng chơi anh chị. Đây là một cái mã mới, và cái mã này thì lá của nó là không thể chê vào đâu được anh chị. Anh chị coi lá của nó nè, lá rất là to, lá hơi bị to luôn nha, to bằng bốn ngón tay của em ý luôn. Lá rất là to, tay em ý là rất là to nha, nhưng mà cái lá của nó là to bằng bốn ngón tay của em ý luôn. Tìm được một cái dòng nào mà thân lá đẹp như vậy thì rất là khó luôn anh chị. Đó, anh chị nào yêu thích cái mã này thì alo cho em ý sẽ báo giá cho anh chị. Hiện tại cái mã này thì em ý không có tiện báo giá trên đây, tại vì cái mã này là một cái mã rất là ít người có. Đây, anh chị nào yêu thích cái mã 150 đỏ tươi thì alo cho em ý. Đó. Tiếp theo em ấy sẽ lên một cái mã này nữa. Hôm nay em ký có một cái hướng 062 Vũng Tàu, màu cam rất là đẹp. Và cái hướng này nó sẽ ấm chậu rồi anh chị. 062 Vũng Tàu này nó ấm chậu rồi nha. Cái hướng này nó sẽ ấm chậu rồi. Hướng này em ấy chia sẻ là 1 triệu. 062 Vũng Tàu ấm chậu, hiện tại đang có một măng. 062 Vũng Tàu này thì như anh chị nào đã mua bên nhà em ấy thì trước giờ em ấy vẫn bán một giá, cứ 1 triệu 2 lá đầu. Ai yêu thích cái cây cam 062 Vũng Tàu này thì alo em ấy sẽ chốt đơn cho anh chị. Cái cây này ngon là nó chỗ nó ấm chậu rồi anh chị, cho nên là mình cứ yên tâm mình công tác thôi. Về mình có thể trồng, nó rất là tiện và lợi luôn, cực kỳ tiện và cực kỳ lợi luôn. Thì ở cái clip này, ở cái cây 062 Vũng Tàu này, nói chung á, chơi lan thì em nghĩ mà nếu mà không ai là không biết tới cái cây 062 Vũng Tàu này anh chị. Bởi vì nó là một cái thằng mà hot từ xưa tới giờ rồi. Hot từ lúc mà em biết chơi cách lay da tới giờ. Nói chung thâm niên của em chơi cách lay da thì không có lâu đâu anh chị. Nhưng mà từ lúc đó em chơi ra em đã thấy hot rồi. Thấy mấy cái chú đáng tuổi ba, tuổi mẹ mình đã có chơi rất lâu và họ đã có bụi to rồi nha. Lúc đó là họ đã có bụi to lắm luôn rồi. Đó, cây này em chia sẻ là 1 triệu 2 lá đã ấm chậu rồi. Duy nhất một hướng ấm chậu, còn phần còn lại là chưa ấm chậu nha anh chị. Phần còn lại thì em chưa có trồng để ấm chậu. Thì nếu mà rảnh thì em mới sẽ tách ra để trồng cho ấm chậu, để cho mọi người siêu tầm ha. Cái này thì là một dòng xưa rồi anh chị, không ai không biết hết. Mà nó là cái màu của nó rất là gắt, khá là xuất sắc. Thực sự mà nói cái màu này rất chi là xuất sắc luôn. Rất chi là xuất sắc chứ không phải nói là khá là xuất sắc anh chị, xuất sắc lắm. Rồi hôm nay em lên ba cái mặt bông sưu tầm cho anh chị cùng chơi. Một cây màu cạnh màu đỏ cam, một cây màu cam và một cây màu đỏ. Anh chị nào yêu thích màu nào thì nhớ alo cho em ý nha. Và nếu như mà anh chị yêu thích cái kênh YouTube của em ý thì nhớ đăng ký, thả tim và chia sẻ kênh YouTube cho em ý nha. Để em ý có thể tiếp cận được nhiều khách hàng hơn nữa và có thể tiếp nối đam mê cho nhiều anh chị và cô chú hơn nữa. Bye bye mọi người nha. Em ấy chúc anh chị có một buổi trưa thật là hạnh phúc, vui vẻ nha. Bye bye. Cuối tuần an nhiên nha mọi người ơi.